tiếp tục gìn giữ. 10 bức tranh khổ lớn có kích thước 1,22 x 2 m khắc họa lại lịch sử hoạt động các in mộc bản trước và trong thời Nguyễn, với những thông tin được trích xuất từ chính những bộ sách sử lưu giữ trong khối mộc bản triều Nguyễn, và 8 tài liệu mộc bản có nội dung đặc biệt quý về các sự kiện của dân tộc Việt Nam trong các thời kỳ lịch sử đã được trưng bày tại triển lãm Mộc bản, Bảo vật Hoàng Triều và Thiên Hùng ca lịch sử Việt, vừa được khai mạc vào sáng 27 tháng 9 năm 2019. Tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, chương trình do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm mộc bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới. Mộc bản triều Nguyễn là một loại hình tài liệu đặc biệt quý hiếm, là những bản gỗ khắc ngược các bộ sách chính văn, chính sử của triều đình bằng chữ Hán, chữ Nôm để lưu truyền hậu thế. Khối tài liệu này là di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt Nam, được UNESCO công nhận vào ngày 31 tháng 7 năm 2019. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, cuộc triển lãm này là một cơ hội để chúng ta khẳng định những giá trị mà ông cha chúng ta đã để lại và công lao của những người đã góp phần tôn vinh để trở thành một di sản tư liệu của thế giới. Chúng ta có thể hình dung được những giá trị văn hóa của người xưa, thấy cả một quy trình hết sức cầu kỳ, tinh tế và vất vả để có được một trang sách cho chúng ta đọc, mới thấy người xưa nâng niu giá trị của chữ nghĩa như thế nào.